Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay thì cô và các em sẽ cùng sửa các bài tập trong sách bài tập của bài phép nhân đa thức và đa thức nhé. Trước khi vào sửa các bài tập thì cô và các em sẽ cùng nhắc lại quy tắc nhân đa thức với đa thức. Vậy quy tắc để nhân một đa thức với đa thức là gì? Thì để nhân một đa thức với một đa thức thì ta sẽ nhân từng hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích lại với nhau đúng không? Thì bây giờ quy tắc đó cô sẽ biểu diễn như sau. Cô có A cộng B là một đa thức nhân với đa thức C cộng với D. Thì cô sẽ lấy từng hạng tử của đa thức này nhân với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích lại với nhau. Thì cô sẽ viết là bằng lấy A nhân với hạng tử của đa thức kia là A nhân với C cộng A nhân D cộng B nhân C cộng B nhân D. Đây là quy tắc nhân đa thức với đa thức. Thì chúng ta sẽ cùng áp dụng vào sửa các bài tập trong sách bài tập nhé. Rồi, bài nhân đa thức với đa thức, bài 6 thực hiện phép tính. Bài 6 sách bài tập. Rồi, đề người ta yêu cầu mình là thực hiện phép tính. Câu A. Rồi, để thực hiện phép tính này thì ta sẽ thực hiện nhân đa thức với đa thức. Ta sẽ lấy từng hạng tử của đa thức này nhân với từng hạng tử của đa thức kia, sau đó cộng các kết quả lại với nhau. Đầu tiên cô lấy 5x nhân với hạng tử bên này là x bình phương cộng cho 5x nhân với, lưu ý cái xy này có phép trừ cho nên mình phải mang cả dấu trừ, trừ xy cộng 5x nhân 1. Rồi, tiếp theo lấy hạng tử thứ hai của đa thức thứ nhất nhân với từng hạng tử của đa thức thứ hai cộng cho trừ 2y nhân x bình phương cộng cho trừ 2y nhân với, con sẽ viết xuống dòng. Cộng cho trừ 2y nhân với trừ x y cộng cho trừ 2y nhân với 1. Đó là bước nhân đa thức với đa thức. Sau đó cô sẽ thực hiện nhân từng đơn thức nhau. 5x nhân x bình phương thì sẽ được là 5x nhân x bình phương, cô sẽ giữ nguyên x cộng hai số mũ lại là được x mũ 3. Phép cộng nhân phép trừ sẽ ra được là trừ 5. X nhân x sẽ được là x bình phương, còn lại là y. 5x nhân 1 sẽ được là 5x trừ 2y nhân với x bình sẽ ra là trừ 2x bình phương y. Trừ 2y nhân với trừ xy, phép trừ nhân trừ sẽ ra là cộng 2. Xy nhân y được y bình phương cộng mà ra phép trừ, trừ 2 nhân 1 là được trừ 2, chỗ này là được y. Rồi, sau đó chúng ta sẽ thực hiện bước rút gọn những cái đơn thức đồng dạng. Vậy 5x mũ 3 giữ nguyên. Trừ 5x bình phương y trừ 2x bình phương y nữa thì ta sẽ được là trừ 7x bình phương y cộng 2xy bình phương giữ nguyên. Còn lại là cộng 5x trừ 2y. Rồi, đó là xong câu A. Tiếp tục qua câu B. Rồi,
rồi. Để thực hiện câu B, ở đây ta thực hiện nhân 3 đa thức với nhau, thì ta có thể nhân đa thức thứ nhất với đa thức thứ hai, ra kết quả bao nhiêu rồi ta sẽ nhân với đa thức thứ ba. Rồi, vậy cô sẽ thực hiện nhân đa thức thứ nhất với đa thức thứ hai, thì cô sẽ lấy là x nhân với x cộng x nhân 1 cộng cho trừ 1 nhân x cộng cho trừ 1 nhân 1. Rồi. Vậy bây giờ đây cô đã thực hiện nhân đa thức thứ nhất và đa thức thứ hai, sau đó cô nhân tiếp tục cho đa thức thứ ba là x cộng 2. Rồi, cô làm gọn biểu thức trong ngoặc. X nhân x thì được là x bình phương, x nhân 1 được x, trừ 1 nhân x thì phải ra là trừ x, trừ 1 nhân 1 là được trừ 1. Đây là biểu thức trong ngoặc cô vừa mới hoàn thành rút gọn. Nhân với x cộng 2 giữ nguyên. Rồi, cô sẽ thực hiện rút gọn. X bình phương giữ nguyên cộng x trừ x thì sẽ bị triệt tiêu lẫn nhau, còn lại là trừ 1 nhân với x cộng 2. Lại thực hiện xuất hiện nhân đa thức với đa thức, thì cô sẽ nhân đa thức đó, nhân từng hạng tử của đa thức thứ nhất với đa thức thứ hai, lấy x bình phương nhân cho x, x bình phương nhân x cộng cho x bình phương nhân 2 cộng cho trừ 1 nhân x, rồi cộng cho trừ 1 nhân với 2. Kết quả x bình phương nhân x ta sẽ được là x mũ 3, x bình phương nhân với 2 thì được là 2x bình phương trừ 1 nhân x được trừ x, trừ 1 nhân 2 được trừ 2. Và tới đây thì ta không rút gọn được nữa, thì đó chính là kết quả của câu B. Câu C. Rồi, câu C, đây là nhân đơn thức với đa thức với đa thức. Thì cô có thể nhân đơn thức với đa thức đầu tiên, sau đó ra kết quả bao nhiêu sẽ nhân với đa thức tiếp theo. Vậy cô thực hiện phép nhân đơn thức với đa thức, thì để nhân một đơn thức với đa thức thì ta sẽ nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức, sau đó cộng các kết quả lại với nhau, thì cô sẽ được là 1 phần 2 x bình phương y bình phương nhân với 2x cộng 1 phần 2 x bình phương nhân cho y. Sau đó kết quả này cô sẽ nhân với đa thức 2x trừ y bằng 1 phần 2 x bình phương y bình phương nhân với 2x. Cô sẽ rút gọn 2 với 2 thì sẽ còn 1 x bình phương nhân x được x mũ 3 y bình phương. Rồi, cộng 1 phần 2 x bình phương y bình phương nhân y được y mũ 3. Sau đó nhân với 2 x trừ y. Bước tiếp theo cô sẽ thực hiện nhân đa thức với đa thức, thì sẽ lấy x mũ 3 y bình phương nhân với 2 x cộng cho x mũ 3 y mũ 2 nhân với trừ y. Rồi, cộng cho 1 phần 2 x bình phương y mũ 3 nhân với 2 x. Rồi, cộng cho 1 phần 2 x bình phương y mũ 3 nhân với trừ y. Rồi, kết quả x mũ 3 nhân y mũ bình phương nhân với 2 x thì ta sẽ được là 2 x mũ 3 nhân x được x mũ 4 y bình phương. Cộng với trừ thì sẽ ra là trừ x mũ 3 y bình phương nhân y được y mũ 3 cộng cho 1 phần 2 nhân 2 thì cô sẽ rút gọn 2 với 2, x bình phương nhân với x được x mũ 3 y mũ 3. Rồi, cộng với trừ thì sẽ ra là trừ 1 phần 2 x bình phương
y mũ 3 nhân y được y mũ 4. Sau đó các em kiểm tra, nếu có rút gọn được thì thực hiện rút gọn tiếp. Vậy sẽ còn lại là 2 x mũ 4 y mũ 2 trừ x mũ 3 y mũ 3 cộng x mũ 3 y mũ 3 thì sẽ bị tri tiêu lẫn nhau, còn lại là trừ 1 phần 2 x bình phương y mũ 4. Ở đây là y mũ 4, đó là kết quả. Rồi, sau khi thực hiện xong bài 7 thì chúng ta sẽ bài 6 thì chúng ta sẽ thực hiện qua bài 7. Trang 6. Rồi, bài 7 cũng thực hiện phép tính tương tự như bài 6, thì ta cũng làm các bài tập ở bài 7. Ở bài 7 thì sau khi đã quen thuộc với cách làm như ở bài 6 thì cô có thể bỏ cái bước thứ hai, bước nhân tần hạng tử của đa thức này với tần hạng tử của đa thức kia, cô sẽ chuyển sang bước thứ ba luôn. Cô sẽ nhân nhanh 1/2 x nhân với 2 x. Ta lấy 1/2 nhân với 2 thì ta sẽ được còn 1 x nhân x được x bình phương. Lấy 1/2 nhân trừ 3 thì sẽ ra là trừ 3/2 x. Sau đó lấy 1/2 x lấy trừ 1 nhân với 2 x thì sẽ ra được là trừ 2 x. Trừ 1 nhân trừ 3 thì sẽ được là 3. Sau đó rút gọn x bình phương trừ 3/2 trừ 2 thì sẽ được là trừ 7/2 x cộng 3. Nếu các em chưa quen thì có thể thực hiện thêm một bước như là bài tập 6 nữa. Tương tự vậy, câu B. X trừ 7 nhân với x trừ 5. Rồi, cô sẽ nhân x nhân x thì ta sẽ được là x bình phương. X nhân trừ 5 nhé, thì sẽ được là trừ 5x. Trừ 7 nhân x là được trừ 7x. Trừ 7 nhân trừ 5 thì sẽ ra là cộng 35. Kết quả là x bình phương trừ 5 trừ 7 thì sẽ được là trừ 12x cộng với 35. Câu C. Rồi, ở câu C thì ta sẽ thực hiện nhân đa thức thứ nhất với đa thức thứ hai. Được kết quả bao nhiêu thì ta sẽ nhân với đa thức thứ ba. X, cô nhân đa thức thứ nhất với đa thức thứ hai nhé. X nhân x thì sẽ được là x bình phương. X nhân với 1/2 thì sẽ được là 1/2 x. Trừ 1/2 nhân x cũng được trừ 1/2 x. Trừ 1/2 nhân với 1/2, trừ với cộng thì sẽ trừ 1/2 nhân 1/2 thì sẽ được là 1/4. Đó là cô nhân đa thức thứ nhất và đa thức thứ hai. Sau đó còn lại là 4x trừ 1. Rút gọn đi thì trong mặt sẽ còn x bình phương trừ 1/2 x trừ 1/2 x thì sẽ mất, còn lại là trừ 1/4 nhân với 4x trừ 1. Lại tiếp tục nhân đa thức với đa thức thì x bình phương nhân với 4x thì sẽ được là 4. X bình phương nhân x được x mũ 3. X bình phương nhân với trừ 1 thì sẽ được là trừ x bình phương. Trừ 1/4 nhân với 4x, trừ nhân cộng thì sẽ được trừ 1/4 nhân với 4 thì sẽ còn là 1, thì sẽ còn gọi là trừ x. Trừ 1/4 nhân với trừ 1, trừ với trừ sẽ ra là cộng
1 phần 4 nhân 1 là 1 phần 4. Ở đây không có những đơn thức đồng dạng cho nên tới đây đã là bước rút gọn tới cuối cùng rồi nhé. Rồi, chúng ta sẽ qua bài, sau khi làm xong bài tập thứ 7 rồi thì chúng ta sẽ qua bài 8, chứng minh. Chứng minh câu A. Chứng minh x trừ 1 nhân với x bình phương cộng x cộng 1 là bằng x mũ 3 trừ 1. Rồi, để chứng minh thì ta có thể biến đổi vế trái thành vế phải để kiểm tra. Vậy ở đây cô sẽ biến đổi vế trái, coi thử nó có bằng vế phải không nhé. Vế trái đang là x trừ 1 nhân với x bình phương cộng x cộng 1. Và đây chính là nhân đa thức, và đa thức thì cô sẽ thực hiện nhân x nhân x bình phương sẽ được là x mũ 3, lấy x nhân với x thì sẽ được là x bình phương, x nhân với 1 thì được là x. Sau khi nhân hạng tử đầu tiên của đa thức thứ nhất với đa thức thứ hai rồi thì cô sẽ nhân tiếp theo, lấy hạng tử thứ hai là trừ 1 nhân với x bình phương sẽ được là trừ x bình phương, trừ 1 nhân với x sẽ được là trừ x, trừ 1 nhân 1 được là trừ 1. Sau đó cô sẽ rút gọn bằng x mũ 3, cô viết giữ lại x bình phương trừ x bình phương là hết, x trừ x cũng hết, vậy còn lại là trừ 1. Và x mũ 3 trừ 1 chính là bằng vế phải của chúng ta. Vậy rõ ràng ta có được là x trừ 1 nhân với x bình phương cộng x cộng 1 sẽ bằng x mũ 3 trừ 1. Được chưa? Đó là điều mình phải chứng minh. Câu B tương tự như vậy. X mũ 3 cộng với x bình phương y cộng x y bình phương cộng với y mũ 3 nhân với x trừ y sẽ bằng x mũ 4 trừ y mũ 4. Tương tự câu A thì cô sẽ biến đổi vế trái, vì vế trái nó rất là phức tạp cho nên cô sẽ biến đổi vế trái cho ra vế phải. Vế trái đang bằng x mũ 3 cộng x bình phương y cộng x y bình phương cộng y mũ 3 tất cả nhân với x trừ y. Rồi, cô sẽ thực hiện nhân đa thức với đa thức. Cô sẽ lấy x mũ 3 nhân với x được x mũ 4. Lấy x mũ 3 nhân với trừ y thì sẽ được là trừ x mũ 3 y. Tiếp lấy hạng tử thứ hai, x bình phương y nhân với x sẽ được là x mũ 3 y. Rồi, x bình phương y nhân với trừ y sẽ được là trừ x bình phương, y nhân y sẽ được là y bình phương. Lấy hạng tử thứ ba, x y bình phương nhân với x sẽ được là x bình phương y bình phương cộng x bình phương y bình phương. X y bình phương nhân với trừ y sẽ được là trừ x y mũ 3. Trừ x y mũ 3. Rồi, y mũ 3 nhân với x sẽ được là x y mũ 3. Y mũ 3 nhân với trừ y sẽ được là trừ y mũ 3 nhân y thì được là y mũ 4. Vậy, x mũ 4 cô viết lại. Rồi, kiểm tra những đơn thức đồng dạng. X mũ 3 y, x mũ 3 y trừ 1 x mũ 3 y cộng 1 x mũ 3 y thì sẽ mất. Trừ x bình phương y bình phương cộng x bình phương y bình phương đối dấu nhau cũng lại triệt tiêu lẫn nhau. Trừ x
y mũ 3 cộng x y mũ 3 đối dấu cho nên triệt tiêu lẫn nhau, vậy còn lại là trừ y mũ 4. Và sau khi đã rút gọn thì nó sẽ bằng vế phải. Vậy chúng ta sẽ ra được điều phải chứng minh. Vậy thì ta sẽ có là x mũ 3 cộng x bình phương y cộng với x y bình phương cộng y mũ 3 tất cả nhân với x trừ y sẽ bằng x mũ 4 trừ cho y mũ 4 là điều phải chứng minh. Bài 9. Các em cùng đọc yêu cầu với cô nhé. Cho A và B là hai số tự nhiên, biết A chia cho 3 dư 1, B chia cho 3 dư 2, chứng minh rằng A, B chia cho 3 sẽ dư được 2. Vậy, theo như đề bài thì cho A, B là hai số tự nhiên, A chia cho 3 dư 1, thì nếu số A chia cho 3, giả sử cô A chia cho 3 cô được một số M nào đó là cô dư 1, thì cô sẽ viết được cho dạng cái hiệu là A sẽ bằng 3 nhân với M cộng với phần dư, đúng không? Là 3M cộng với 1, được chưa? Tương tự như vậy, B chia cho 3 dư 2 thì cô sẽ có là B chia cho 3. B chia cho 3 cô ra bằng một cái số N nào đó là cô dư 2. Thì từ đó cô sẽ suy ra được là B sẽ bằng lấy phần 3 nhân với N sau đó cộng với dư là 2. Đây là cô viết bằng ký hiệu. Rồi, người ta yêu cầu mình là chứng minh rằng A nhân B chia cho 3 dư 2. Vậy cô sẽ thực hiện lấy A nhân B đúng không? Ta có A nhân B thì A là 3M cộng cho 1 thì cô sẽ nhân với B nữa là 3N cộng 2. Để chứng minh cái biểu thức này chia cho 3 dư 2 thì cô sẽ thực hiện tính nhân đa thức với đa thức. 3M nhân 3N, 3 nhân 3 được 9M nhân N. 3M nhân 2 thì sẽ được 3 nhân 2 là 6M cộng 1 nhân 3N sẽ được là 3N. 1 nhân với 2 là được 2. Từ 3 cái này thì cô sẽ đặt, có nhân tự chung là 3 thì cô sẽ đặt 3 ra. Khi đặt 3 rồi thì trong này sẽ còn lại là 3 lần MN cộng với 2 lần N cộng với N. Vậy khi các em nhân vô lại thì nó sẽ ra biểu thức ở trên. 3 x 3 được 9MN nè. 3 x 2M sẽ được là 6M. 3 nhân với N được 3N. Sau đó cộng cho 2. Và từ cái biểu thức này thì ta sẽ thấy là cái A nhân B này sẽ chia cho 3 và dư 2, đúng không? Vậy A nhân với B sẽ chia cho 3 dư 2. Tương tự như cái phần ở trên cô đã biểu diễn, được chưa? Rồi, đó là bài tập thứ 9. Rồi, sau khi xong bài 9 thì chúng ta sẽ qua là bài 10. Rồi, yêu cầu đề bài là chứng minh rằng biểu thức N nhân với 2N trừ 3 trừ cho 2N nhân với N cộng 1 luôn chia hết cho 5 với mọi số nguyên N. Thì cô sẽ viết biểu thức đó ra. Cô có biểu thức là N nhân với 2N trừ 3 trừ 2N nhân với N cộng 1. Rồi, người ta cầu mình chứng minh biểu thức này chia hết cho 5 với mọi số N. Thì ta sẽ thử biến đổi nhân đơn thức với đa thức, thì ta sẽ nhân đơn thức đó với tầng hạng tử của đa thức. N nhân với 2N sẽ được là 2N bình phương. N nhân với trừ 3 sẽ được là trừ 3N. Trừ 2N nhân với N sẽ được là trừ 2N bình phương. Trừ 2N nhân với 1 sẽ được là trừ 2N. Vậy cô sẽ rút gọn bằng 2N bình phương trừ 2N bình phương thì sẽ mất trừ 3N trừ 2N sẽ là trừ 5N. Thì cô có thể viết là 5 nhân với trừ N. Vậy cái số này 5 nhân với một cái số nào đó rõ ràng sẽ chia hết cho 5, đúng không? Vậy cái này sẽ chia hết cho 5 với mọi
n với mọi số nguyên n. Chưa? Rồi, vậy trên này thì cô đã sửa tất cả các bài tập trong sách bài tập của bài nhân đa thức với đa thức rồi. Nếu các em có thắc mắc gì thì hãy comment ở dưới để cô giải đáp cho các em nhé. Rồi, vậy nếu các em thấy thích video này thì hãy like và đăng ký kênh của cô để nhận thêm nhiều video hữu ích hơn nhé.